Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta chuyển từ cái bản vẽ 3D sang bản vẽ 2D ở trong AutoCAD 2021. Thì đầu tiên là để mà chuyển được cái bản vẽ 3D qua bản vẽ 2D ấy, thì các bạn vào View này, rồi vào Base, và chọn là From Model Space. Các bạn chờ một chút cho máy nó chạy ha. Rồi sau khi máy nó chạy xong á, các bạn ấn vào đối tượng này và ấn chuột trái vào chỗ model nhé, ấn Enter. Chờ một lúc cho máy nó chạy xong thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái bản vẽ 2D xuất hiện nha. Thì đầu tiên là các bạn ở đây đây chính là cái hình chiều đứng của nó này. Bây giờ các bạn ấn chuột trái, sau đó các bạn Enter. Như vậy là ta xong hình chiếu đứng. Tiếp theo là chúng ta sang hình chiếu cạnh, kéo cái vị trí chúng ta yêu cầu, sau đó chúng ta ấn chuột trái và xuống phía dưới chúng ta ấn chuột trái. Sang kế tiếp đây chính là cái hình 3D của chúng ta nha. Thì bây giờ là gì ạ? Nếu ví dụ bây giờ nếu các bạn thả trước đây nó không đúng theo chiều các bạn, thì các bạn có thể đưa lên này sau khi là ấn chuột trái xong. Như vậy là bốn cái hình chúng ta đã xong, ba hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh, và một cái hình chiếu 3D. Sau đó chúng ta ấn chuột trái và chúng ta ấn một cái trái, chúng ta di chuyển xuống dưới ha. Như vậy là bản vẽ của chúng ta đã hoàn thành ha. Thì ở đây chúng ta thấy nè, đây này, ví dụ bây giờ ta thấy nha, cái đường tỷ lệ của các bạn là giả sử như cái đường nét đất của các bạn trong trường hợp này mà nó mà nhỏ quá nha, thì các bạn ấn phím là bấm ba ký tự là ba chữ là TLS Enter nha. Ví dụ bây giờ là nếu nhỏ quá thì các bạn là nhập lên, giả sử như là hai thì tăng lên hai, hoặc là giả sử bây giờ tôi nhập là 1.5 thì các bạn sẽ thấy là các cái đường này, cái gạch này nó sẽ tăng lên nhé 1.5 lần. Còn nếu các bạn mà thấy nó liền quá thì các bạn có thể thay đổi, tức là cái số lớn hơn một là số tăng và số nhỏ hơn một là số giảm nhé các bạn. Thì ở đây xong khi làm xong này thì các bạn nhớ này, là ví dụ như bây giờ mình vẽ cung tên như thế này thì đương nhiên vẽ cung tên là các bạn nhớ kích thước rồi. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta ấy thôi, điều chỉnh thôi nha. Rồi bây giờ là gì ạ? Sau khi đã có hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh và hình chiếu 3D, thì bây giờ các bạn muốn hiệu chỉnh hình chiếu 3D cho nó thể hiện cái màu và cái đường mà khuất thì nó không có nhìn thấy, nhìn bản vẽ nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Vậy thì các bạn nhấn chuột trái vào cái biểu tượng này, các bạn nhìn quan sát ở trên thanh phía dưới ấy, thì các bạn bên trên ấy, các bạn thấy là Edit View, hoặc là gì các bạn ấn ấn chuột trái vào đây và ấn chuột phải thì nó cũng ra cái Edit View, thì tùy các bạn chọn nha. Thì giả sử như ở đây nha, là mình ấn vào chuột trái và chọn cái chữ Edit View, thì ở đây các bạn sẽ có chọn là cái Hidden Line, các bạn là Visible Line, các bạn chọn là Visible Line. Thì như vậy là gì ạ? Ở đây các bạn sẽ thấy là những cái đường khuất nó sẽ làm che mờ đi, và như vậy cái bản vẽ chúng ta đẹp hơn. Tuy nhiên giả sử một số bạn thì thích mà cái này á, theo cái màu của mình chọn á, thì các bạn ấn vào cái hình 3D đó và các bạn chọn cho mình cái Edit View. Rồi là gì ạ? Ở phía dưới này các bạn chọn chữ Sort with Visible Line. Thì như vậy là gì ạ? Nó sẽ chọn theo đúng, là sau đó các bạn Enter thì cái hình của các bạn là nó sẽ đúng theo cái màu mà các bạn là chọn ở bên 3D. Rồi tuy nhiên là gì ạ? Bây giờ các bạn thử nha, bây giờ giả sử như bây giờ ta ghi kích thước nha, bây giờ ta ghi kích thước này, giả sử ta ghi kích thước này đây, thì các bạn thấy là gì ạ? Kích thước của mình ở đây nó khác so với kích thước mà các bạn vẽ trên 3D. Vậy bây giờ làm sao thay đổi được từ cái con số kích thước là cho đến cách ghi kích thước hay là hiệu chỉnh kích thước ạ? Thì đầu tiên này là khi mà các bạn mà chúng ta cài đặt xong á, thường thường là các bạn sẽ thấy là nó khuất như thế này đấy, đúng không? Thì bây giờ ví dụ bây giờ mình các bạn ghi kích thước hoặc hiệu chỉnh như thế nào thì rất là khó. Một số bạn ví dụ bây giờ là giả sử như muốn hiểu được cái cách hiệu chỉnh ấy, thì chúng ta có thể gõ dim style, ví dụ vậy, thì nó sẽ là ra cái dimension style manager, hoặc là ví dụ như là option thì các bạn gõ op,
Tuy nhiên là gì ạ? Như thế này thì nhiều bạn không thể nhớ được, đôi khi chúng ta hiệu chỉnh sẽ mất thời gian. Và như vậy nó sẽ khó trong quá trình chúng ta làm. Vậy chúng ta làm sao chúng ta hiện cái thanh công cụ mà nó nổi lên, thì các bạn chọn vào cái các bạn nhớ nha, có cái nút quick này ha, các bạn chọn vào xong menu bar, thì như vậy là các cái thanh mà các cái tab của cái AutoCAD Classic nó sẽ hiện như thế này. Ví dụ bây giờ là gì ạ? Bây giờ giả sử như bây giờ là các bạn muốn cái hiệu chỉnh các ý thức, chúng ta vào format, chúng ta dimension style, chúng ta vào modify. Rồi xong đây là gì ạ? Ví dụ bây giờ cái mũi tên này các bạn chọn là giả sử như tôi gọi là 0.2 thôi nhé. Ví dụ ha. Rồi là cái text thì các bạn text 2 này các bạn cũng chọn cho tôi ví dụ như 0.2 chẳng hạn ha. Và vertical thì các bạn chọn là above. Còn horizontal các bạn center. Rồi đúng không? Còn cái offset from beamline các bạn là để nguyên cũng được ha, và chọn tiêu chuẩn theo ISO. Rồi sau đó là gì ạ? Ở đây còn nữa nha. Ví dụ fit đây là cái cách ghi mà cái đường tròn của các bạn á, là nó chỉ từ tâm ra hay là từ bên ngoài ra bán kính hai lần đường tròn, thì các bạn chọn đây thôi. Ví dụ bây giờ muốn ghi từ tâm ra như thế này hoặc là các bạn như thế này, thường thường là nó ở chế độ này. Còn các bạn mà muốn ghi chú thì các bạn chọn vào đây. Tiếp theo là primary unit á, thì nó có rất nhiều cái vấn đề, nhưng mà ở đây á, hôm nay tôi chỉ nói đơn giản thôi. Ví dụ như cái prefix là cái tiền tố và suffix là cái hậu tố thì mình bỏ đi nhé, tùy các bạn. Các bạn tức là ví dụ như là ở đây là cái chữ hay là ký hiệu đằng trước con số này thì các bạn là prefix này, còn suffix là hậu tố, tức là phía sau cái con số kích thước á. Nhưng mà cái phần này primary unit này các bạn nhớ cho mình hai cái, các bạn đánh dấu tích và hai cái chỉ chây linh á, hai chỉ chây linh tức là bỏ những cái con số không mà nó không có nghĩa các bạn nha. Rồi ở cái phần tolerance thì ở này cái cách ghi dung sai thì các bạn nên chọn là năm. Tại vì tất cả trong cái bản vẽ của chúng ta không phải chỗ nào nó cũng ghi dung sai. Vì vậy là gì ạ? Là những cái chỗ nào ghi dung sai thì các bạn chọn riêng, còn bình thường các bạn chọn năm. Còn nếu không là deviation cũng được, là dung sai trên dưới này. Và một số cái ghi dung sai, nhưng mà tốt nhất các bạn nên chọn là năm. Rồi ok, close. Như vậy là mình đã hiểu chỉnh cái kích thước xong. Cái thứ hai này, bây giờ là làm sao mà để cho cái tỷ lệ ở bên 3D và bên 2D nó trùng nhau, thì các bạn gọi cho tôi chúng mình chữ là dim nhé, dim ASS, enter. Và các bạn nhập cho mình số 2, enter. Như vậy là gì ạ? Bây giờ chúng ta kiểm tra nha. Bây giờ là giả sử tôi muốn ghi kích thước đường thẳng, tôi là vào dim linear nhé các bạn nhé. Đây, như vậy là gì ạ? Nó hoàn toàn đúng với kích thước của các bạn khi mà các bạn trên cái hình các bạn vẽ 3D. Như vậy các bạn nhớ nhá, dim ASS thì khi đó là kích thước của các bạn nó sẽ chuyển đúng với kích thước của chúng ta ha. Còn bây giờ này, giả sử như mà là giả sử tôi lấy ví dụ nha, bây giờ là các bạn muốn mà khi kích thước như vậy này mà muốn thay đổi nó đi đúng không? Giả sử tôi gọi là phi hay là vuông 20-25 hay là ABC thì 25 gì đó, thì các bạn chọn vào cái con số 25 là các bạn chọn Explorer. Explorer là phá vỡ đối tượng các bạn nha. Chọn vào Modify này các bạn chọn Explorer, đây chính là Explorer. Thì nó sẽ phá vỡ cái đối tượng này. Và các bạn ví dụ bây giờ là gì, tôi muốn ghi là cái ký hiệu là lỗ 25 chẳng hạn, thì các bạn nhấn đúp vào đây ha, đây nó tách đối tượng rồi đó. Rồi các bạn ghi là ví dụ như là D25 chẳng hạn, tôi lấy ví dụ nha, đó được chưa, để phá vỏ. Còn ví dụ muốn phá vỏ bên này thì các bạn chọn đây và các bạn chọn vào Explorer, Modify, các bạn chọn Explorer, như vậy là nó sẽ phá vỏ đối tượng nhé các bạn đó. Rồi sau khi mình đã ghi ký hiệu, còn ở bên này thì ghi cái kích thước ở hình 3D này thì ghi bình thường thôi. Đó, hình 3D thì các bạn ghi kích thước bình thường thôi. Tiếp theo này là bây giờ ví dụ bây giờ là sau khi mà đã có kích thước rồi đúng không, bây giờ các bạn muốn là chuyển sang PDF để chúng ta in cho nó rẻ khỏi in trên AutoCAD thì các bạn chọn vào file nhé, và chọn plot nhé. Các bạn chọn plot này. Chọn plot. Như vậy là gì, ở đây sẽ có máy in. Nếu các bạn chọn máy in thì in, mà không thì các bạn chọn cho mình cái chỗ là PDF này, là chuyển sang PDF nha. Và ở đây á, nó còn chức năng thứ hai này là paper size, là cái khổ chữ. Thì các bạn chọn cho mình là A4. Các bạn chọn cái khổ A4 cho mình nha, ISO A4. Đâu, chọn ISO A4. Còn ngang hay dọc chút xíu mình có thể hiệu chỉnh. Rồi ở đây là cái center
The plot tức là cái bắt đầu in từ tâm của trang in ha. Tiếp theo này ở bên tay trái các bạn chọn là cái mono. Như vậy là chọn in không cần in màu. Đấy các bạn. Thứ hai là ở cái chỗ mà quality thì các bạn chọn cho mình cái chỗ là drag. Thì khi các bạn chọn như vậy á, cái đường của các bạn nó sẽ không bị mờ ha, không bị bể. Rồi bây giờ các bạn thử xem là kiểm tra xem đây là cái portrait hay là landscape, tức là cái hướng in của các bạn nhé. Để cứ hướng in đây là sau chúng ta được review chúng ta sẽ xem cái bản vẽ của chúng ta ha. Như vậy là cái bản vẽ của chúng ta nó chưa đúng, chưa nằm trong trang in, thì chúng ta có thể chọn vào cái portrait này chúng ta xem lại ha. Như vậy là cái chi tiết của chúng ta vẫn chưa nằm một trang in. Vậy thì bây giờ gì ạ, chúng ta có thể là chọn vào fit to paper nha. Fit to paper như vậy là gì ạ, tất cả những cái chi tiết của chúng ta nó sẽ nằm vào cái trang in ha. Còn tất nhiên là bây giờ vẽ khung tên thì mình nói sau nhé. Rồi là gì ạ, trong trường hợp này cách thứ hai, cách thủ công này là ví dụ bây giờ các bạn muốn chọn vào trang in, các bạn chọn vào window này, được chưa, window ha, các bạn chọn cho mình vào window đấy, rồi các bạn quét từ cái góc bên trái xuống góc bên phải. Như vậy là tất cả các chi tiết của chúng ta cũng nằm vào trang in. À, sau khi chọn vào xong thì các bạn ấn OK thôi. À, OK. Rồi sau đó là gì ạ? Là cái file của mình, ví dụ tôi đặt tên là giả sử như là cái bản vẽ A4 chẳng hạn, đúng không? Bản vẽ A4. Thì như vậy là gì ạ? Như vậy là chúng ta có thể dễ dàng in ở, sau đó chúng ta ấn vào xem. Thì như vậy chúng ta có thể dễ dàng là in cái bản vẽ này ở trên cái máy in mà không cần cài AutoCAD ha. Thì đây là một số cái thao tác đơn giản mà khi các bạn xuất từ bản vẽ 3D sang bản vẽ 2D, thì hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình mà chúng ta xuất bản vẽ. Tuy nhiên là 2021 mới có này nha, còn một số cái bản vẽ, cái chức năng của cái AutoCAD phiên bản trước thì nó không có cái chức năng này. Thì với chia sẻ này hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện các bản vẽ chi tiết. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.